Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay là ngày 18 tháng 5, là ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Thì nhân cơ hội này, Quang Hải muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em các phép lạ được cho là do lời cầu bầu của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị của chúng ta. Mời quý vị và anh chị em chúng ta lắng nghe. Một em bé bỗng nhiên được lành khỏi bệnh ung thư thận. Một phụ nữ mở mắt sau khi bác sĩ loan báo là đã chết. Đây là hai trường hợp nằm trong số 250 vụ chữa lành không giải thích được cho là do lời cầu bầu của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và được nghiên cứu cẩn thận trước khi Ngài được phong thánh vào năm 2014. Đúng vậy, các phép lạ được cho là do lời cầu bầu với Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị thì nhiều hơn là số phép lạ cần để được phong thánh. Nhờ Hồng Y Rooney, chúng ta mới biết được các phép lạ này. Ngài là cựu giám mục đại diện Đức Giáo Hoàng ở giáo phận Roma và là người phụ trách án phong thánh cho Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Hai phép lạ được dùng để phong thánh. Phép lạ đầu tiên dùng để phong thánh cho Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là phép lạ của nữ tu người Pháp Mary Simon Pierre Norman, sơ được lành bệnh Parkinson, bệnh phát hiện vào năm 2001, sơ được lành ngay 2 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị qua đời, sau khi được các nữ tu trong dòng, các tiểu muội từ mẫu công giáo cầu nguyện. Phép lạ thứ hai dùng để phong thánh là phép lạ của bà Floribeth Mora Dia, người Costa Rica. Được lành một cách không thể giải thích được, chứng đứt mạch máu não, chỉ vài giờ sau khi Đức Benedicto thứ 16 phong chân phước cho Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Ngày 1 tháng 5 năm 2011, buổi lễ mà bà cùng chồng bà sốt sắng theo dõi, các bác sĩ không còn hy vọng nào, họ để bà về nhà chờ chết. Bà cầu nguyện xin Giáo Hoàng thân thương của bà cầu bầu cho bà. Sáng sớm hôm sau, bà nghe một tiếng, dậy đi con đừng sợ. Bà cho biết bà thấy một bàn tay trong tấm hình của Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị trên một tạp chí dương ra, bàn tay kêu bà rời khỏi giường. Các vụ chữa lành lạ lùng sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị qua đời, ngoài hai trường hợp trên, rất nhiều trường hợp được cho là phép lạ do lời cầu bầu với Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị được gửi đến văn phòng phong thánh. Các phép lạ đáng kể nhất là của David, một bé trai người Ba Lan 9 tuổi, của Eva, một người phụ nữ người Mỹ. David, năm 2006, khi nhập viện ở Ba Lan, thì David mới 9 tuổi, em bị ung thư thận, không hy vọng chữa lành. Một phẫu thuật cuối cùng may ra, các bác sĩ không muốn mổ vì họ cho là vô vọng, vô ích. Trong lúc đó, cha mẹ em không ngừng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Với một ngày nọ, họ có ý định ngông cuồng đem con mình đến mộ của Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị ở hầm mộ các giáo hoàng bên trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Đó là ngày 29 tháng 8 năm 2006. Cả ba cầu nguyện và thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Bỗng nhiên David đang nằm trên băng ca. Em xin ngừng lại, cho con xuống, con đi được. Cha mẹ em sững sờ khi thấy David nhảy xuống băng ca và đi vào giữa nhà thờ. Chuyện không thể tin được. Em bé Ba Lan người chỉ còn da bọc xương, bắt đầu xin ăn. Thấy con mình nhảy, cha mẹ không cầm được nước mắt. Lời cầu nguyện của họ đã được nhận lời. Eva là một người phụ nữ người Mỹ về hưu. Tháng 9 năm 2007, bà nhập viện vì bị trụy hô hấp nặng, chẩn đoán nghẽn mạch máu phổi. Bác sĩ cho biết bà chỉ còn sống được vài giờ. Bà Eva và chồng thấy thế giới như sụp đổ trước mặt. Nhưng chồng bà là ông Marian chạy đến nhà nguyện cầu nguyện với Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị mà ông kính mến.
ông xin cho vợ được lành, nhưng cũng xin cho ông chịu đựng được trong sự mất mát người vợ đã chia sẻ hơn 30 năm tình yêu của mình. Khi về phòng, ông thấy máy đo nhịp tim đã phẳng. Ông đi ra khỏi phòng khóc. Ông không dám nhìn các cô y tá đang cố gắng phục hồi trên cơ thể đã không còn sự sống của vợ. Nhưng bỗng nhiên, một bác sĩ kêu ông lại và hét lên: vợ ông đã sống. Bà mở mắt và xin gặp ông. Ông không thể bỏ đi. Khi ông vào phòng thì thấy vợ đã ngồi cười trên giường. Ngày hôm sau, quá ngạc nhiên, các bác sĩ làm một lô thử nghiệm và họ không còn thấy một dấu vết nghẽn mạch máu nào, cũng không thấy khối u buồng trứng. Còn tim của bà như chẳng có gì xảy ra. Một vài bác sĩ cho rằng đây là giai đoạn nghỉ ngơi. Một số bác sĩ khám dám cho đây là phép lạ, nhưng tất cả đều đồng ý đây là trường hợp sống lại đã được máy móc xác nhận. Các vụ chữa lành từ khi Ngài còn sống, đó là các phép lạ sau khi Ngài qua đời và dùng để phong chân phước và phong thánh. Nhưng làm sao nói đến các phép lạ ngay từ khi Ngài còn sống, như phép lạ của Francesco, một em bé người Ý mới mấy tháng. Phép lạ của em Heron năm 1990 ở Mexico. Francesco là một bé trai người Ý bị suy yếu hệ thống miễn nhiễm nặng từ khi mới sinh, nên em luôn bị nhiễm trùng. Em lớn lên với những lần bệnh tái đi tái lại phải nhập viện và yếu đuối cực kỳ. Các bác sĩ không cách nào điều trị được. Năm 2002, gia đình em Francesco có dịp tham dự một thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành. Không ai nói với Đức Giáo Hoàng về căn bệnh của em. Tất cả xảy ra qua ánh nhìn lâu và sự sâu đậm giữa Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị và em bé. Đức Giáo Hoàng đã trìu mến vuốt ve em. Ngay lúc đó em cảm thấy ấm và dễ chịu, một cảm giác em chưa có từ trước đến nay. Hết cảm giác mệt và yếu đuối, các bác sĩ công nhận em hoàn toàn lành bệnh. Jose Heron, trong chuyến đi cuối cùng mình qua Mexico tháng 5 năm 1990, Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đã gặp em. Em bị ung thư máu trầm trọng năm 4 tuổi. Ngài ôm hôn em, ban phép lành cho em và nhờ em thả con bồ câu Ngài đang cầm trong tay. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời của em. Bây giờ em 25 tuổi, hoàn toàn lành mạnh. Như quý vị và anh chị em, chúng ta vừa nghe qua các phép lạ do lời cầu bầu của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người cha quá vĩ đại đây các bạn. Điều này làm cho chúng ta càng thêm tin tưởng, phó thác vào hơn những gì mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, cũng như Thiên Chúa luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta trong cuộc sống. Dẫu chúng ta có nhiều khó khăn, có những nỗi khổ và biết bao nhiêu những cái nỗi đau trong lòng của chúng ta, thì Thiên Chúa luôn lắng nghe và Ngài luôn đồng hành và giúp đỡ chúng ta vượt qua trong cuộc sống. Và hy vọng rằng các bạn đừng quên để lại những lời comment ở bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống trong hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đừng quên một lần nữa đăng ký kênh ủng hộ mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.